Tên tôi là Nguyễn Thị Yến, đến từ Thanh Hóa, năm nay 54 tuổi. Công việc chính bây giờ là đang là ô sin cao cấp. Rất là cán bộ. Cán bộ luôn, chăm sóc con cháu, nấu cơm, quét nhà, đủ thứ nói chung là... Đây là còn được thêm cái là được ăn ô sin cao cấp, nghĩa là ăn với chủ, ngủ với chủ và quản lý chủ luôn. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Lê Lộc, chào khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Hiền, năm nay em 28 tuổi ạ. Công việc hiện tại của em làm nhân viên y tế và bán hàng online ạ. Em đến từ Thanh Hóa và em làm dâu của mẹ được 2 năm rồi ạ. Em có một bé được gần 9 tháng rồi ạ. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu của mình á, cô ấn tượng thế nào? Nói đúng khi đó các cháu còn quá trẻ, tôi cũng không đồng ý. Vì khi đó con dâu tôi mới 20 tuổi, con trai tôi mới 21 tuổi. Nhưng con trai tôi và con dâu tôi có trả lời là khi đó là các cháu mới bắt đầu vào học. Con trai là học ở bên Lọc Hóa Dầu, mà con gái, con dâu thì học ở bên Y. Các con nếu mà học thì đừng yêu, mà yêu thì đừng học. Xong con trai và con dâu tôi trả lời là vừa học và yêu là mục tiêu phấn đấu. Thì trong 7 năm cũng đã đạt được cái nguyện vọng của các cháu là vừa học và yêu là mục tiêu phấn đấu. Thì các cháu cũng đã, ngành nghề cũng đã ổn định. Cho em hỏi chút xíu nha, chị có nhớ cái lần gặp đầu tiên đối với mẹ chồng chị có ấn tượng gì không? Mới đầu đang yêu thì thấy chồng nói là mẹ có vẻ là khó tính, nghiêm khắc. Thì em cũng thấy sợ sợ. Còn lần đầu tiên gặp mẹ thì thấy mẹ to béo. Cũng thấy sợ thật nên em cũng hơi e dè. Có một cái mẹ của mẹ em đó, em chưa kể. Ở nhà em mà cứ khen mẹ em cái gì là cứ được ăn hoài luôn, ăn nhiều lần luôn. Trước khi lấy chồng thì em có nghe chồng em bảo là ngày xưa mà cái dịch cúm gà ấy, thì lúc đấy gà nhà em chưa bị làm sao cả, thì mẹ em mới làm cho ăn liên tục, cái thằng em thứ hai nó phát khóc lên rồi đấy. Nên mà không ai dám, mẹ có nấu ngon hay không thì cũng không ai dám khen. Biết là ngon thì để giữ trong lòng thôi. Nhưng mà em biết em cũng nghe vậy rồi để em cũng rút kinh nghiệm á. Nhưng đến khi từ cái ngày em lấy chồng thì cái hôm đấy tự nhiên mẹ em mua con cá chim. Cái cá chim em thích ăn mà. Em về em thấy mẹ em mua cá chim, em bảo ôi hôm nay mẹ mua cá chim mà đúng cá con thích luôn. Thế là mẹ bảo là nhưng mà cá này bố không thích ăn á. Thế là em bảo mẹ cứ nấu đi rồi đến chiều bố về bố ăn, đừng có nói đây là cá chim, xem bố có ăn không. Đến tối thì thấy bố vẫn ăn bình thường, không thấy nói gì hết. Đến sáng hôm sau thì chồng em với bố với thằng em trai nữa đều mang cá chim đi làm để ăn trưa đấy ạ. Thì chắc là mẹ thấy tưởng là ăn ngon nên mẹ lại mua thêm một bữa nữa. Mai lại vẫn cá chim. Thế là hôm đấy em vẫn còn thích, lại bảo mẹ lần này nấu kiểu khác đi, sốt cà chua đi. ăn đến hôm sau em vẫn mang cá chim đi làm, đến 2 ngày sau em thấy mẹ em lại mua cá chim. Lúc đấy em vẫn ăn được. Em thấy nhà em không có ai nói cái gì hết nữa rồi. Thế là em ăn được nhưng em không nói, không khen ngon hay là không nói dở nữa. Khen nữa là ăn nữa. Vâng. Cái bố em có khen không? Không, bố em không biết đấy là cá chim. Thế là đến em không dám khen, lần này không dám nói gì nữa. Cứ âm thầm mà ăn thôi. Đến vài ngày sau, đến lúc em chạy xuống thấy mẹ đi chợ, lại thấy một con cá chim đang nằm ở trong chợ. Em vừa ngậm ngùi vừa giữa con cá chim, em bảo mẹ ơi, thôi lần này chim là dừng nhá, không chim nữa, chán chim lắm. Từ hôm đấy đến nay thì mẹ cũng chưa có mua cá chim lần nào nữa. Tối nay chú về thử chú mua cá chim ăn thử coi, nó ngon không? Khi về làm dâu thì thấy mẹ khó không? Mới đầu mẹ cũng nhắc nhở em rửa bát, mẹ kêu là bát nào nó cũng mẹ bị sứt đấy. À, em nhìn bát thì em thấy đúng bát nào em cũng thấy mẹ. Ủa sao vậy? Mẹ la là rửa cái khi ăn có là mẹ cái bát mẹ hết bát. Vài hôm sau em mới bảo mẹ là mẹ ơi vứt mấy cái bát này đi, không là ăn nó bị đau mồm lắm. Thế là để mục đích của em là để kiểm chứng xem có đúng là em làm bẻ bát hay không. Là cuối cùng là ai làm? Cuối cùng là em làm thật ạ. Chắc là do em lúc em lấy chồng thì lúc đấy em cũng mới đi làm ở bên Nhật về á, thì cái thói quen bên đấy thì cứ ăn xong là dùng đồ một lần, cứ ăn xong là vứt đấy. Thì chắc là mình về mình sợ mẹ chê mình chậm chạp nên mình cứ nhanh nhẹn, làm cái gì cũng nhanh nhẹn, bát thì bát cứ va vào nhau á.
thế là nó mẻ. Con dâu có nấu nướng là khá không cô? Dạ, con dâu thì mới đầu thì cũng toàn bộ phải dựa sách. Mẹ cũng nói là cũng cởi mở là nhà ta cũng không ăn cái gì mà cầu kỳ lắm. Thì con chứ nấu bình thường thôi. Nhưng mà ở nhà là hai mẹ con mình hợp nhau điểm gì nhất chị? Dạ, hai mẹ con hợp nhau thì đều nóng tính, thẳng tính. Có gì không không phải là mình mẹ con nói tâm sự luôn để cho nó khỏi khúc mắc trong lòng. Nhanh nhẹn, sạch sẽ như nhau cả. Dạ, mình còn hợp nhau điểm gì nữa không cô? Ăn mặc hay là ăn uống? Ăn uống thì nói chung là cháu cũng rẻ đó. Có riêng có cái là cháu như không hợp. Như cái là toàn bộ gia đình tôi thì ăn cái gì cũng muốn bỏ rau thơm. Nhưng riêng con dâu lại không bỏ rau thơm. Bất kỳ rau gì cũng không ăn. Cái món chi mà mới lạ thì phải múc riêng cho con dâu là một bát riêng. Còn rồi bỏ rau thơm vào cả nhà ăn sao? Tính tôi thì tiết kiệm. Tôi chỉ đi khỏi nhà, đi ở đâu mà đi là lúc chỗ đó cần điện tôi mới bật. Nhưng con dâu tôi lại không. Kể cả ban ngày nấu vẫn mất điện. Thế nhưng mà cũng la nhiều lắm mà rồi cũng thôi trời cũng kệ. Chứ để cho bật cho sáng. Ban ngày bật điện chi vậy em? Nấu cho sáng. Nhìn đồ ăn được đi. Rồi tiền điện, tiền nước mỗi tháng em có phụ với mẹ không? Dạ có. Thành ra mình xài thoải mái đúng không? Dạ. Nhưng mà chị ơi, ví dụ mình xài thoải mái quá rồi mẹ tiết kiệm rồi, có những câu chuyện nào mà nó dở khóc dở cười không? Dạ có. Mẹ em thì có tính tiết kiệm nên mà chiều nào mà em cũng giặt quần áo bằng tay á. À. Nhà thì mua máy giặt rồi nhưng mà mẹ không chịu giặt. Mẹ cứ kêu giặt bằng máy nó bẩn. Thế là có hôm sáng em dậy thì em cho cháu ăn á. Em cho cháu ăn xong em xuống em thấy mẹ vẫn đang giặt. Thế là em mới kêu mẹ lên là con cho cháu ăn xong rồi mẹ lên trông cháu cho con đi làm. Thế là mẹ lên em đi chạy xuống bếp em lấy quần áo em nhét hết vào máy giặt. Nhưng em không nói gì mẹ cả. Chiều về hôm đấy cũng không thấy mẹ nói gì. Thế là từ lần đấy em cứ thỉnh thoảng để ý mẹ không để ý là em nhét hết quần áo vào máy giặt cho nó giặt. Nhưng mà những lần đó là sao cô? Cô đang giặt giữa chừng mà chị bỏ đồ vô quần áo của cô rồi sao? Cô thì la không? Thì lúc đó chả la, lúc đó đã mất công phải giặt. Vậy thôi lúc đầu mình không bỏ máy giặt, mình giặt luôn cho tiện cô. Tốn điện. Cách dạy con mình có gặp vấn đề gì không vậy? Cái đợt mà em mới 6 tháng em bắt đầu đi làm đấy. Thì em sợ bé đói á, em mới mua thêm một hộp cái bột lắc để lắc vào sữa cho bé nó no. Em dặn mẹ là lắc vào sữa cho con cho cháu uống. Thì đến chiều đấy đi làm về mẹ mới bảo là uống cái này nó kiểu như là no lâu, nó không chịu ăn mấy về buổi trưa. Em không nói gì cả, em lo là đi làm mẹ không cho nó không bỏ cái bột lắc đấy vào ấy. Thì em mới nói với mẹ là mẹ ơi cái bột này mua đắt lắm, mỡ ra một tháng mà không ăn hết là phải đổ đi đấy. Em biết tính mẹ tiết kiệm. Nghe nói như thế thì chắc chắn mẹ sẽ cho ăn. Thế là từ hôm đấy mẹ lúc nào pha sữa là cứ bỗ bột lắc vào để lắc. Tôi nhớ là tôi gia đình đi chơi, còn có hai vợ chồng nhà. Thì tự nhiên là thấy cái nét mặt của con dâu á, lán khác. Mới gọi hỏi vừa chứ Hiền ơi, con này đi đâu mà lại bị ong đốt? Hắn chối biểu là không, con có đi đâu mà bị ong đốt. Không ăn đốt, ăn lại sưng mặt. Cho đến sáng nay thì tôi mở tủ. Tủ của tôi á, ra thì thấy một cái áo. Để hỏi với là chữ áo này có đứa nào để vào đây. Thì hắn nhận luôn. Hắn với là áo có anh Mạnh, tức là chồng hắn. Với rằng con lại đem vào đây với là cái áo đó hôm qua có một tí sôn môi. Con định xé luôn đi đó. Rồi ơi chứ, xé lên là mặc áo đó. Không mặc thì để cho em mặc chứ không được xé. Sau xong mới hỏi thì với là hôm qua anh nó đi với các ông Nhật. Đi vào chơi thì chắc là ở trong cái nhà hàng để là người ta cũng vào nhà hàng á. Chả biết là có vào trong chỗ đó hay không, có tí xuân mùi về có thế mà ghen tợn lắm. Để hai vợ chồng giận nhau hai ngày. Thế bữa con trai đi vắng thì tôi mới gọi con dâu vào, kể cho con dâu một câu chuyện. Tức là một câu chuyện thật giữa mẹ để cho con rút được kinh nghiệm. Thì từ đó đi là thấy đến chiều về thì vợ chồng lại thấy bình thường. Không vấn đề gì cả, là rút kinh nghiệm từ đó đi là không thấy ghen nữa. Một tháng mà khi mẹ chưa giải thích thì mới ghen tầm 2-3 lần. Vì 2-3 lần chồng đi thì 2-3 lần ghen. Đi 9 giờ là điện cho chồng về rồi. Không về nó còn điện, nó có bữa điện từ 9 giờ nó mới tầm 12 giờ chồng nó về nha. Nhưng thấy son trên áo phải ghen rồi chứ. Tự nhiên đâu có son, đúng không em? Dạ. Hả? Ghen em la ôm sờm trong nhà luôn vậy đó hả? Em chỉ dám la vài câu với chồng thôi, xong em không nói gì nữa. Rồi chồng em có giải thích tại sao có son không? Chồng em bảo là tại cái con đấy nó mỗi cổ này nó tựa tạm vào vai anh.
Người lạ ơi cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã. Chắc là sai lúc đó, tiệc tùng gì đó. Giỡn này kia, này kia thôi. Không? Rồi cái lần ghen nhất gần đây nhất là ghen gì em? Gần đây trước khi đi thi chương trình này thì em với chồng em cũng có giận nhau một ngày. Cái chiều hôm đấy anh đưa tắm mà ông bà ngoại đến chơi. Thế là em với mẹ em bảo sao nay anh Mạnh tắm lâu thế, mãi không thấy ra. Thế là em mới đi, em đứng trước cửa nhà tắm em rình. Nhưng mà cửa kín quá không rình được cái gì. Đến khi mở cửa ra thì anh ấy mới thấy em. Anh ấy giấu giấu cái điện thoại ở trong cái tùm áo đồ mình thay lại, đồ dơ, đồ bẩn ấy. Chết, nhắn tin. Đấy, thế là em bắt đầu nghi ngờ. Em bảo là đưa điện thoại đây cho em xem. Thế là anh ấy không đưa. Anh ấy cao mà, nên anh ấy cứ dơ lên trên trời. Còn em cứ nhảy nhảy lên em với. Tranh nhau điện thoại. Thế là cuối cùng dắt nhau đi lên lầu vẫn tranh. Tranh nhau cuối cùng em tranh được điện thoại. Thế là anh ấy lại giật lại. Thế là cùng mày vượt rớt, vỡ luôn cái điện thoại đấy. Thế là hết luôn, chẳng điều tra được cái gì nữa. Ông đi tắm mà rình chi? Không có, chắc chắn là có vấn đề mới tắm lâu như vậy. Thì ông viết thơ trong điện thoại. Viết thơ trong điện thoại là sao? Cái vụ này á là chú biết. Chồng em viết thơ cho anh. Thế ạ? Ê, không phải viết thơ chương trình. Tự nhiên viết thơ cho anh hết hồn. Đây, nói có sách bách có chứng. Để anh đọc cho em tin điều này nha. Vợ yêu, xin lỗi vợ vì cái chuyện trong nhà tắm viết thơ. Là viết thơ cho chương trình đó. Vì tôi muốn tạo sự bất ngờ cho vợ, thành ra là giấu giấu giếm giếm viết ở trong nhà tắm. Vì sự sợ chậm trễ gửi thư cho chương trình, đó là lý do trong quá trình soạn thư bị sự cản phá của vợ yêu. Kết quả là điện thoại bể nên gửi thư về cho chương trình trễ. À, thưa ba mẹ, kể từ khi sinh ra cho đến bây giờ con đã trưởng thành và có một gia đình cho riêng mình, nhưng con vẫn cảm thấy mình còn quá nhiều điều phải làm cho mẹ phiền lòng. Cuộc đời con đã trải qua nhiều lần vấp ngã, nhưng luôn có mẹ và gia đình bên cạnh. Đặc biệt giờ đây con có thêm vợ và đứa con trai đầu lòng, luôn sẵn sàng hy sinh chấp nhận mọi việc thiệt thòi về mình. Con yêu vợ con nhiều lắm. Con cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài cái lời cảm ơn sâu sắc nhất đến với mẹ và vợ và gia đình của mình. Cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả lắm vợ ơi. Chúc mẹ sức khỏe. Chúc vợ thật nhiều nụ cười trên môi. Đừng có giận gì vết son trên cổ áo. Con trai của mẹ, chồng yêu của em, yêu hai người nhiều lắm. À, chồng em muốn tạo cái sự bất ngờ thôi. Rồi, giải tỏa rồi được chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, cảm ơn cô với lại em rất là nhiều tham gia chương trình. Những câu chuyện rất là vui ha. Hôm nay cô có muốn nói gì với con dâu? Mong muốn con dâu thay đổi điều gì không? Mong con dâu là bớt ghen đi. Bớt để ghen. Cho vợ chồng hạnh phúc. Còn mẹ thì mẹ còn làm một cái để mà chia sẻ được. Nhưng khi mà mẹ đã qua đời rồi thì còn cái bệnh ghen thì là có lẽ là phải tan rã. Con cũng hứa với mẹ là từ nay con cũng bớt ghen hơn. Không ghen tuông vớ vẩn nữa. Rồi, một kỷ niệm gửi tặng cho hai mẹ con nha. Chúc hai mẹ con thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc. Chương trình có phần quà dành tặng cho cô. Đây là Natto Enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Và đây phần quà dành tặng cho chị là Natto Gen giải độc gan và tăng cường chức năng gan. Dạ, còn đây là cao linh chi và cao linh chi nhân sâm của công ty cổ phần dược phẩm OBC, giúp bổ dưỡng khí huyết, hạ cholesterol, giảm mỡ trong máu và trị được suy nhược thần kinh. Dạ. Còn phần quà đặc biệt đó là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng của Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình.